Chương 11 tin tưởng công tử làm người, tự mình não bổ hoàn hành, cầu đánh giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tô Thanh Ca nói xong những cái này, kỳ thật cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Nàng là cái rất thông minh nữ nhân. Đặc biệt mặt khác một hồn còn mang theo túc tuệ, trên nhiều khía cạnh cũng vì nàng xuất mưu bày kế, nghĩ ra biện pháp. Cố trường ca trên người uy nghiêm quá nặng, có khi thần tình lạnh lùng, quan sát hết thảy có khi lại mang theo lừa gạt chúng sinh nghiền ngẫm thật là làm người khó có thể nắm lấy không giống dịp trần như vậy thuần túy giống giấy trắng nhưng đúng là bởi vì đây mới làm tô thanh ca bất an không có cách nào đành phải cho thấy chính mình mười phần thành ý cửu âm huyền xá thể loại này tuyệt hảo đỉnh lô thể chất một khi bị bộc quan như vậy nàng tuyệt đối sẽ bị rất nhiều lão quái vật cấp theo dõi đem dạng này nhược điểm báo cho cố trường ca làm sao không phải là bày tỏ chính mình không dám có hai lòng. Tô Thanh Ca biết lấy cố trường ca lòng dạ, sẽ minh bạch điều này. Cho nên hiện tại liền phải xem cố trường ca đối với tất cả những thứ này, rốt cuộc là phản ứng gì. Cửu âm huyền xá thể, tốt như vậy đỉnh lô thể chất, ngươi cứ như vậy nói cho ta. Cố trường ca thanh âm bình đạm, để cho người ta nghe không ra tâm tình của hắn tới. Tô Thanh Ca rủ đầu, thanh âm rất nhẹ, cố công tử làm người, Thanh Ca thực tin tưởng, lời này đương nhiên là thể diện lời nói. Cố Trường Ca có thể có cái gì chính trực làm người, lòng dạ sâu, khó có thể nắm lấy, giống như là cái nhân vật phản diện. Dù sao nàng là nhìn không ra làm người, nghĩ một đằng nói một nẻo. Cố Trường Ca sẵn cười một tiếng. Tô Thanh Ca nhấp nhấp môi, không nói lời nào. Cố Trường Ca quét nàng liếc mắt một cái, đáp nặng đến rất chân thật lại làm người thưởng thức nữ chủ bộ dáng này ở tại trước mặt ngũ quan tinh xảo tuyệt lệ mắt như thu thủy mi tựa xa đại tóc đen mềm mại mặt đẹp trắng tinh trong suốt lập lòe động lòng người ánh sáng trên mặt lại mang theo vài phần lo lắng bất an chi ý nói thực ra hắn lại không phải liễu hạ huệ tô thanh ca loại tình huống này hắn một không khuyên bảo hai không bức bách chỉ do ngươi tình ta nguyện thiên kinh địa nghĩa hệ thống loại này chính nàng chủ động đưa tới cửa tình huống ăn luôn nàng đi hẳn là không sẽ bị khí vận phản phệ đi đương nhiên cố trường ca vẫn là trước dò hỏi hệ thống trời đất bao la mạng nhỏ lớn nhất chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng của mình hắn mới lười đến quản tô thanh ca trong lòng rốt cuộc là cái ý tưởng gì nhân vật chính mới đi tâm hắn là nhân vật phản diện đương nhiên muốn đi thần a phía trước suy nghĩ cường vặn dưa, nhưng sợ bị khí vận phản phệ. Hiện tại cái này dưa nhưng là mình đưa lên. Xen vào nữ chủ hiện giờ khí vận tình huống, còn chưa thật chính thần phục chủ nhân, nếu như phát sinh quan hệ, khả năng rất lớn gặp khí vận phản phệ. Hệ thống giải thích nói. Được rồi, sớm nên dự đoán được kết quả này. Tặc lão thiên, cậu khí vận. Đông phương xa xôi, chính là có hạ thần thú lặng yên nhìn chăm chú vào hết thảy sự tình tại cố trường ca dự kiến chi trung đương nhiên hắn tâm tình trên mặt lại không lộ một tia biến hóa như cũ nhàn nhạt nói cửu âm huyền xá thể chi sự ngày hôm nay cố mổ liền làm không nghe được thành ca thánh nữ nếu muốn mượn cái này đã động cố mổ kia vẫn là mời trở về đi cô nương thỉnh tự trọng thần sắc có ba phần vừa đúng đạm mạc lại có ba phần lão tử một lòng tu hành nữ chủ cái gì đều cho ta toàn bộ lăng khinh thường chật 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 Lúc này, cố trường ca đều có chút bội phục kỹ xảo của chính mình. Hệ thống nếu có ý nghĩ của chính mình. Giờ phút này tuyệt đối sẽ mắng to cố trường ca vô sĩ. Mới vừa rồi là ai còn tại thèm nhân gia thân mình tới. Cố công tử. Lời này, cũng làm tô thanh ca có chút sửng sốt, thanh lệ tuyệt luân trên mặt, một mảnh ngạc nhiên. Ngày hôm nay tiến đến nàng kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Tuy rằng không phải thực nguyện ý, thậm chí có chút khuất nhục nhưng kia cũng không có biện pháp a à. nhưng là cố trường ca lời này thật sự là cầm cả người nàng đều cấp chỉnh ngốc đương nhiên càng nhiều hơn chính là trong tâm thở phào nhẹ nhõm cái này cố trường ca quả nhiên để cho người ta không đoán ra một chút đều đoán không ra ý nghĩ của hắn giờ phút này trong đầu của nàng một khát hồn âm thanh vang lên cùng nàng có giống nhau như đúc ý tưởng cố công tử không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xem tới phía trước là ta trách lầm hắn như vậy làm người nhưng thật ra ta lòng dạ hẹp hòi cáo từ cách lái đại điện lúc sau tô thanh ca trong tâm không khỏi âm thầm nghĩ toàn bộ tâm tình chẳng biết tại sao cũng tươi đẹp rất nhiều không giống phía trước như vậy không khí trầm lặng nghĩ kỹ lại cái kia ngày tại đại điện chi trung cố công tử cũng không làm gì sai chính mình đi hắn điện bên trong đêm hôm đó hắn căn bản liền không có quản chính mình liền đáp lẽ ra đều lười đến đáp lẽ ra. Lòng già sâu không phải thực bình thường sự tình sao. Chính mình ngày thường tâm tư cũng rất trọng. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Ca bỗng nhiên có chút ấy nấy. Chính mình phía trước vì cái gì sẽ vào trước là chủ, nhận là cố trường ca là cái người xấu. Đinh, Tô Thanh Ca cái nhìn đổi mới, khí vận điểm gia tăng 20, thiên mệnh giá trị thêm 100. Mà cùng lúc đó, cố trường ca trong tâm, hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên nghe đến mấy cái này nhắc nhở tầm hắn bên trong nhưng thật ra có điểm không nói gì tô thanh ca đây là tại tự mình não bổ tính toán tự mình công lược bất quá biến khéo thành vụng còn được chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình gia tăng khí vận điểm phương pháp thế nhưng sẽ cho ra từ nữ chủ trên người nhưng bất kể nói thế nào hôm nay một đợt này xuống dưới vẫn là hung hăng kiếm lời một tuyệt bút thiên mệnh giá trị a Huyết kiếm không lỗ. 400. 200. 100. Từ đầu đến cuối, tổng cộng soát 700 thiên mệnh giá trị dịp trần khí vận điểm, cũng suy giảm đến hơn 300 đi. Đối với này khí vận chi tử tới nói, tuyệt đối là huyết mụ băng một ngày. Cố trường ca tâm tình không tệ. 700 thiên mệnh giá trị hắn cũng không vội vã dùng, chuẩn bị tích cóp chờ hệ thống thương thành mở ra, xem xem bên trong đều có chút cái gì thần thông công pháp hắn tuy rằng không thiếu. Nhưng mạnh hơn thần thông công pháp cái gì, nó không hương sao. Hơn nữa hiện giờ sự tình trù bị không sai biệt lắm, cũng nên đối dịp Trần Sư Phụ xuống tay. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 châm ngòi ly gián, ứng xuẩn ngốc lời nói, cầu đánh giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tối tâm ẩm ướt địa lao chi trung. Dịp Trần khoát đầu cái tóc, vô cùng chật vật cũng chỉ có chính hắn mới biết cái này ba ngày là làm sao qua được. Không có người quản, cũng không có ai tiến đến tra xem, liền tự như bị mọi người vứt bỏ giống nhau. Hắn trong lòng là hận thấu cố trường ca, hận không thể đem thiên đao vạn quả. Bất quá hiện tại dịp trần khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì là gặp được hắn đoạn này thời gian nhất thống hận, cũng không muốn gặp nhất người. Cố công tử, dựa theo phân phó của ngài, dịp trần đoạn này thời gian vẫn luôn giam giữ ở chỗ này từ một vị đệ tử dẫn dắt. Cố trường ca đi ở phía sau, chậm rãi tiến vào nơi này. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Cố trường ca biểu tình đạm mạc, gật gật đầu, tại vị đệ tử này cách sau. Cái này mới dù bận vẫn ung dung mà đánh giá hiện giờ Diệp Trần bộ dáng này. Nhìn ra được, bị giam giữ cái này ba ngày, Diệp Trần cũng không tốt qua. Thái huyền thánh địa là thảo tốt chính mình. Thậm chí ngay cả nước đều không cho Diệp Trần đưa một giọt. Em đẹp khí vận chi tử, sống thành bộ dạng này bộ dáng chật vật, cũng là đáng thương. Đương nhiên, cố trường ca nhưng một chút thương hại chi ý đều không có. Rốt cuộc dịp trần nếu có năng lực lời nói, khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình. Phải làm cái thứ nhất sự, chính là đem chính mình cho cốt đều cấp dương. Cố trường ca, người tới nơi này làm gì? Dịp trần lớn tiếng quát hỏi cảm nhận được cố trường ca không có hảo ý. Hắn theo bản năng cho là cố trường ca là tới giết hắn ta tới nơi này tự nhiên là tới gặp ngươi nga không đúng là tới thấy ngươi sư tôn cố trường ca hời hợt cười hơn nữa thẳng thắn chỉ ra dịp trần bí mật ngươi ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu ý của ngươi dịp trần hơi biến sắc mặt trong tâm cả kinh tức khắc có chút lúng cuốn cố trường ca như thế nào sẽ biết mình còn có cái sư tôn bí mật này nhưng là trừ bỏ hắn bên ngoài không có người thứ hai biết hiểu tại này một cái chớp mắt ở giữa hắn có điểm lạnh cả người chính mình tại cố trường ca trước mặt thật là như con kiến bí mật gì cũng không còn tồn tại đừng trang ngươi bộ dáng này lừa đến qua ai cố trường ca cười nhạo sau đó tiếp tục nói ra tiền bối chẳng lẽ còn tưởng vẫn luôn trốn tránh giấu đầu lộ đuôi cái gì nhưng không có một chút tiền bối phong phạm a à. Cố trường ca lúc nói chuyện, đôi mắt nhìn chầm chầm vào Diệp Trần trong tay nhẫn. Bộ dáng này, nhưng Diệp Trần trong lòng hoàn toàn trầm xuống. Cố trường ca không chỉ có biết mình sư tôn tồn tại, còn biết sư tôn chỗ ẩn thân. Cố công tử làm sao làm khó ta một sợi tàn hồn đâu. Lúc này, Diệp Trần giới chỉ chi trung, rốt cục là vang lên một câu sâu kín thở dài. Thanh nếu tiếng trời, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ chi ý tiếp trước mắt một trận xích sắc hào quang lóe lên. Cả người hồng y hư đạm thân ảnh, hiện lên ở trên hư không chi trung. Sư Tôn Diệp Trần biểu tình nhất biến, không nghĩ tới chính mình sư Tôn thế nhưng chủ động hiện thân. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác. Nga, tiền bối nguyên lai là bộ dáng này. Cố trường ca thần sắc trên mặt không đổi. Vốn cho rằng tùy thân lão gia gia, không nghĩ tới sẽ là tùy thân mỹ nhân sư tôn hồng y xích đồng khuôn mặt tuyệt mỹ hắn trong lòng sách một tiếng cái này dịp trần đào hoa vận thực là không tồi ngươi sư tôn thật đẹp bất quá thực mau liền về ta không biết cố công tử tiến đến là cái gọi là gì sự tình diễm cơ nhẹ giọng hỏi nói thanh âm thực thanh lãnh nàng sở dĩ hiện thân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ cố trường ca nếu như là đã phát hiện nàng tồn tại tự nhiên là có thủ đoạn có thể bức bách nàng hiện thân vì không dứt khoát điểm chính mình chủ động hiện thân cũng không có chuyện gì liền là nghĩ đến diệp trần phía sau có cao nhân tương trợ có điểm tò mò suy nghĩ kiến thức một chút là người nào thôi cố trường ca thực tự nhiên trả lời nói ít nhất mặt ngoài không có người nhìn ra ý tưởng chân thật của hắn diễm cơ cùng diệp trần cũng không ngoại lệ Diệp Trần dù sao là một lòng nhận là cố trường ca không có hảo ý. Ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý cùng sát khí. Diễm cơ cũng là sợ không rõ cố trường ca thật là ý đồ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái kia cố công tử hiện tại gặp được. Ta cũng bất quá một giới nữ lưu thôi, không tính là cao nhân gì. Diễm cơ thanh lãnh đáp lại nói. Diệp trần loại này xuẩn ngốc ngoạn ý đều có thể bị dạy ra thành tựu bây giờ đến, tiền bối cần gì phải khiêm tốn đâu. Minh Châu Phủ Bùi Trần Chi Sự, từ xưa đều có. Cái gọi là chim không lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà sự tình. Tiền bối lưu tại dịp trần bên người, chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng. Cố trường ca tùy ý nói ra, tươi cười hiển lộ vài phần chân thành. Hắn âm thầm thử bên dưới, mới vừa có ra tay cướp đoạt dịp trần nhẫn tính toán, minh minh chi trung liền sinh ra cổ cảm giác nguy hiểm tới thầm mắng một tiếng cẩu khí vận. Bất quá trên mặt vẫn là nhìn không ra dị thường tới. Cố trường ca ngươi mắng ai là xuẩn ngốc đồ vật. Lời này, tức khắc nhường dịp trần mặt đều khí tái rồi. Ngay trước mặt hắn, không kiên nể gì như thế đào hắn sư tôn. Cái này cố trường ca thật là vô sĩ đê tiện. Bất quá từ về phương diện khác tới nói, dịp trần là luống cuống. Hiện giờ hắn sư tôn chính là hắn chỗ dựa lớn nhất nếu quả như thật bỏ hắn mà đi, sẽ phát sinh cái gì? Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Cố trường ca lời nói này, nhưng Diễm Cơ cũng sửng sốt một chút. Tuy nói Diệp Trần đôi khi là thực xuẩn ngốc, nhưng là hắn còn có còn lại phương diện phẩm chất, tỉ như kiên nghị, dũng cảm, ngoan cường vân vân. Hơn nữa Diệp Trần đối nạn có đánh thức chi ân. Nàng không có khả năng bởi vì là mấy câu nói đó liền bỏ hắn mà đi. Cái này cố trường ca nói lời như vậy, là có ý gì? Châm ngòi ly gián. Diễm cơ sắc mặt hơi hơi nhất biến, rất nhanh phản ứng lại, cái này rất có thể mới là cố trường ca mục đích thực sự. Bất quá nàng có thể nhìn ra tới những cái này, Diệp Trần liền không nhất định nhìn ra được. Kết quả là, thật đúng là ứng cố trường ca câu kia xuẩn ngốc lời nói. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 13 diễn tinh thượng tuyến, luyến tiết đang dược bộ không được người, cầu đánh giá, nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cố trường ca ngươi hèn hạ vô sĩ, không chỉ có cướp đi ta thanh ca, bây giờ lại dám đánh ta sư tôn chủ ý. Diệp Trần sắc mặt khó xem. Thậm chí có điểm vặn vẹo, vô cùng phẫn nộ, ở tức giận mắng nói. Hắn theo bản năng cho là cố trường ca là ở đánh hắn sư tôn chủ ý, căn bản là không hướng chăm ngòi ly gián kia phương diện đi nghỉ. Nhất là đối với Diễm Cơ, hắn còn có một loại nói không rõ tâm tình tại đây ngay thường cầm nàng coi như sư tôn nhưng trong tâm nhưng thật ra là coi như chính mình cấm luyến không cho người khác nhúng chàm lúc này bị cố trường ca vừa nói như thế mấy ngày qua phẫn nộ cùng hận ý cơ hồ đều bạo phát nga cướp đi ngươi thanh ca cái nồi này cố mổ cũng không lưng nghe nói dịp trần tức giận mắng cố trường ca ti không ngạc nhiên chút nào ngược lại là nhẹ nhàng mà cười một tiếng nên biết từ đầu tới đuôi nhưng đều là chính nàng tự nguyện ta nhưng không bức bách qua tô thanh ca ngươi không cần hiểu lầm cái gì mặt khác lời của ta mới vừa rồi khó nói cố mổ nói sai rồi sao ngươi thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng đây là thế gian vạn vật sinh tồn định luật nhưng thật ra ngươi nếu quả như thật là ngươi sư tôn hảo liền không nên trễ nải nàng ngươi thật chẳng lẽ cho là một sợi tàn hồn có thể trường tồn hậu thế ở giữa tự tự thấy huyết giết người tru tâm. Diệp Trần khuôn mặt khó coi tới cực điểm, nắm tay nắm chặt. Hắn tự nhiên biết tàn hồn thực khó trường tồn hậu thế, mới suy nghĩ muốn nhanh chóng biến cường, nhưng hắn sư tôn trọng tố thân hình. Tiểu Trần, mau bình tĩnh. Diễm cơ thầm than một tiếng, vận chuyển pháp lực. Tức khắc, một cổ mát lạnh chi ý truyền vào Diệp Trần trong ốc, cường bách hắn tỉnh táo lại. Rốt cuộc là cái ở vào nhiệt huyết tuổi thiếu niên cố trường ca dâm ba câu, khiến cho hắn tâm cảnh đại loạn, không chút nào ngày thường trầm ổn kiên nghị. Nàng cũng không biết vì cái gì, ngày thường thực thông minh dịp trần, sẽ tại cố trường ca trước mặt nhiều lần phạm xuẩn. Khó nói một cái nho nhỏ suy sụp, khiến cho hắn lại khó có thể bò dậy. Sư tôn Dịp trần hàm răng cắn chặt, tâm tình phiền não cũng dần dần vững vàng xuống dưới. Cố trường ca vừa mới lời này có thể nói ác độc, tự như không thấy huyết lưỡi dao sắc bén, thẳng chọc trái tim hắn. Đinh, Diệp Trần tâm cảnh liên tục bị hao tổn, khí vận tổn thất 20 điểm, thiên mệnh giá trị thêm 100. Lúc này, trong đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Bất quá, cũng không có nhường cố trường ca để ý. Tiền bối suy xét như thế nào, nếu đi theo với ta, ta không chỉ có nhưng giúp ngươi khôi phục thân thể, thậm chí có thể khiến ngươi trở về năm đó đỉnh phong nói vậy tiền bối cũng rõ ràng lai lịch của ta ta phía sau đại biểu thế nào thế lực tiền bối hẳn là sau bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng hơn nữa tự hỏi tại bất kỳ phương diện nào cố mổ đều xa so dịp trần ưu tú hắn như cũ tại mở miệng thái độ chân thành phản phất tại nghiêm túc mời chào hiền mới giống nhau đến đổi bên kia dịp trần xong hoàn toàn đều bị hắn sao lãng ngay cả đại mi vẫn luôn nhăn diễm cơ lúc này cũng khó có thể thăm dò cố trường ca ý đồ chân chính. Chăm ngòi ly gián. Lấy cố trường ca thực lực, muốn giết chết dịp trần nhiều đơn giản, cần gì phải dùng thủ đoạn như vậy? Có lẽ là nàng nhiều lo lắng. Thoạt nhìn hắn liền là thuần túy muốn chính mình đi theo với hắn. Nói thực ra đến, nàng đối cố trường ca cảm quan kỳ thật thật không tệ. Rốt cuộc nàng trải qua sự tình cũng đủ nhiều, tầm mắt đủ rộng, biết được một lần này sự tình lại nói tiếp cố trường ca cũng không có làm gì sai. Ngược lại là Diệp Trần, thái độ vẫn luôn không tha thứ, thậm chí tuyên bố muốn giết chết cố trường ca. Nhưng là cố trường ca lại không có tính toán. Đại độ như vậy khí lượng, kiêu hùng chi tư, tương lai thành tựu quả thực không thể đo lường. Cố công tử, ngươi không cần nói nhiều, ta nếu thừa tiểu trần ân tình, tại hắn chưa lớn lên phía trước, liền không sẽ bỏ hắn mà đi. Rồi sau đó, Diễm Cơ lắc lắc đầu, nói thẳng xin miễn cố trường ca mời chào hảo ý. Tuy rằng điều kiện thực khiến người tâm động, nhưng cũng không thể khiến nàng vi lưng bản tâm của mình. Cố trường ca đối cái này phản phất có chút thất vọng. Thở dài một cái, đương nhiên, ta sẽ cho tiền bối một đoạn suy xét thời gian, nếu ngươi đi theo với ta, dịp trần mạo phạm chi sự, ta cũng không lại so đo, thậm chí nhường thái huyền thánh địa hủy bỏ đối với hắn xử phạt, cũng là chuyện một câu nói đến nỗi Tô Thanh Ca, ta cũng có thể ban thưởng cấp hắn. Ngươi! Nếu như vậy, lại làm dịp trần trên trán gân xanh hàng lên. Hắn tại gắt gao áp lực tâm tình của mình. Đến hiện tại, dịp trần cũng minh bạch, cố trường ca không chỉ có muốn nhục nhã hắn, còn muốn cướp đi hết thảy của hắn. Đơn giản không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt lạnh đến tự như vụn băng tự giống nhau. Hắn vô cùng ngưỡng mộ Tô Thanh Ca, đến cố trường ca trong miệng, cũng chỉ là một câu ban thưởng liền có thể quyết định tương lai vận mệnh. Cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, có thực lực thật sự có thể là sở dục là. Cố công tử đừng nói nữa, thành ý của người ta xin tâm lĩnh. Diễm cơ cũng có chút sững sờ, không nghĩ tới cố trường ca thế nhưng nói lời như vậy. Có thể nói là thành ý tràn đầy đầy. Tiền bối suy nghĩ thật kỹ một chút đi, cố mổ cũng không sẽ cường bách người khác, càng sẽ không dùng dịp trần tính mạng tới uy hiếp tiền bối. Lúc này, cố trường ca lên tiếng lần nữa, mắt trong mang theo dị sắc. Nếu hắn thật có thể giết Diệp Trần, lại sao có thể kéo dài tới hiện tại? Cái này Diễm Cơ tuy rằng sống được lâu, tính tình lại có chút đơn thuần, đối phó, so tô thanh ca đều còn muốn đơn giản nhiều. Dăm ba câu, liền hóa giải nạn trong lòng thành kiến. Rốt cuộc là đêm nay trận này diễn, hắn chính là chuẩn bị hồi lâu. Lời nên nói hắn đã nói, lúc này liền đợi đến đôi thầy trò này kẻ nứt càng lúc càng lớn. Hắn từ công chính hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Viên thuốc này, tên là tụ thần đan, tiền bối hẳn là nhận được. Lúc này, cố trường ca hơi hơi nhất tiếu, không nhanh không chậm móc từ trong ngực ra một vật tới. Cái này là một mai đạm tử sắc, dâng lên ngũ thải ráng màu đang dược. Có rất nhiều dị tượng ở xung quanh hiện lên, sơn hải cung khuyết chìm nổi, có vẻ phá lệ thần dị đây là tụ thần đan diễm cơ lúc này cũng không khỏi có chút kinh hô mắt đẹp khó nén khiếp sợ tiền bối hiện giờ trạng thái không ổn viên thuốc này liền tính là trường ca ngày hôm nay lễ gặp mặt đi cố trường ca mặt mang ý cười dứt lời lưu lại đang dược không đợi diễm cơ cự tuyệt liền kính thẳng rời đi đại lao có câu nói rất hay không bỏ được hài tử bộ không được lan cố trường ca nụ cười trên mặt dần dần biến mất trở nên rất có hứng thú. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 hạ giới mục đích, có phải hay không đối cố công tử có thành kiến, cầu đánh giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Công tử, ngày hôm nay cái này ly gián chi suy nghĩ tuy rằng có thể nói thiên y vô phùng, nhưng lão nô thật ra thì vẫn là có một sự tình không rõ. Ly khai đại lao lúc sau, minh lão thân ảnh tự hư không chi trung nổi lên, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi cố trường ca trở nên càng tóc đáng sợ, cũng càng ngày càng sâu không lường được. Đây là cái hảo sự tình. Rốt cuộc công tử càng phát cường đại, mới có thể chân chính chấp trưởng gia tộc, nhường gia tộc đi về phía huy hoàng. Nhưng là hắn không rõ, là hà công tử rõ ràng muốn giết cái kia dịp trần, lại chậm chạp không hạ thủ. Lấy công tử hiện giờ phong hầu cảnh thực lực, liền tính phóng nhãn thượng giới diện tích rộng lớn địa vực, cũng chỉ có những cái đó vô thượng đạo thống, bất hủ đại giáo truyền nhân duy nhất có thể cùng so sánh tại cái này đông hoang trên đại địa đập chết một người diệp trần còn không phải một cái tác sự tình vì sao phải trăm phương ngàn kế cướp đi diệp trần hết thảy nga có gì sự tình không rõ cố trường ca thuận miệng trở về nói ngày hôm nay tâm tình không tệ không chỉ có nhường diệp trần đối này sư tôn tâm sinh kẻ nước càng là hung hăng soát một tuyệt bút thiên mệnh giá trị cái này rau hẹ cắt thực thoải mái a à. cách chân chính giẫm chết dịp trần ngày nào đó đã không xa lão nô thật tại không hiểu là công tử không trực tiếp cầm dịp trần giết cứ như vậy nhiều tỉnh sự tình a à. minh lão nghi hoặc nói hắn cũng không biết nói thế giới này còn có hư vô mờ mịt khí vận nói đến càng không biết dịp trần nhưng là khí vận chi tử không chút khách khí mà nói chỉ cần dịp trần khí vận điểm còn chưa suy kiệt đến thấp nhất điểm. Hắn liền tính bị cố trường ca nơi chốn chèn ép, cũng như cũ có thể cuộc khởi. Đây là muôn đời tới nay, thiên địa đại thế chi trung đại khí vận người đáng sợ. Về những cái này, cố trường ca tự nhiên không có khả năng cấp minh lão giải thích. Liền tính giải thích, hắn đánh giá suy nghĩ cũng nghe không hiểu. Dịp trần sẽ chết, nhưng không phải hiện tại, ta nhưng còn chờ hắn tiếp tục cho ta tống cơ duyên đâu cho nên cố trường ca thay đổi cái thuyết pháp tươi cười có chút ý vị sâu xa đối với cái này trung thành và tận tâm lão nô kỳ thật cũng không có gì hay giấu giếm tại nguyên chủ ký ức chi trung hắn sở dĩ sẽ hạ giới mà đến hoàn toàn chính là nhân vì một kiện sắp xuất thế tuyệt thế hung binh bác hoang ma kích nghe nói là thái cổ thời kỳ bác hoang ma thần binh khí sát khí cuồn cuộn thần uy vô tận thiếu chút nữa tàn sát chiêu thiên sau này không biết duyên cớ thất lạc tại thời gian trường hà bên trên sông Chi Trung. Nguyên chủ thân phụ ma tâm, càng là được đến thượng giới mổ một vị khủng bố tàn nhẫn người truyền thừa. Về bác hoang ma kích tin tức, tại truyền thừa Chi Trung liền có ghi lại. Nói rất có thể di dừng ở một giới này. Cho nên lúc này mới có nguyên chủ hạ giới rèn luyện nói đến. Trên mặt nổi là rèn luyện, trên thực tế là đang tìm kiếm bác hoang ma kích sở tại. Đương nhiên, dựa theo nhân vật phản diện pháo hôi định vị tới xem tự nhiên là hoàn toàn không có chỗ lấy được cố trường ca nếu không đoán sai sau đó bình thường quỹ đạo chính là dịp trần cơ duyên xảo hợp đánh bậy đánh bạ bên dưới xông vào di tích tại thế ngàn cân treo sợi tóc đến hung binh tán thành sau đó thực lực đại tiến rồi sau đó kích chọn thái huyền một đường xoay chuyển thế cục chính mình chơi không vui còn khả năng tại hạ giới chơi quá trớn cầm mạng nhỏ đánh mất hoặc người chật vật trốn trở về thượng giới, cùng dịp trần kết hạ sinh tử đại thù. Sáu lộ như vậy, cố trường ca trước kia nhưng là rất quen thuộc A. Cho nên hắn bây giờ, liền phản phất mở ra thượng để coi một góc giống nhau. Tất cả mọi chuyện một khi phân tích, trên cơ bản liền cùng tình huống thật 89/ chín phần 10. Quả nhiên, nhìn võng văn thật hữu dụng. Cậu tác giả thành không khinh ta. Nguyên lai công tử sớm có an bài nghe nói sau khi giải thích, Minh Lão bừng tỉnh, giờ phút này cũng minh bạch, đối với cố trường ca khâm phục càng sâu. Không hổ là từ nhỏ liền bị gia tộc ký thác hậu vọng, được xưng là trời sinh thần nhân công tử A. Diệp Trần kia một bên nhìn kỹ chút, chú ý hướng đi của hắn, kế tiếp Thái Huyền Thánh Địa có lẽ muốn xảy ra chuyện. Rồi sau đó, cố trường ca đối Minh Lão phân phó nói, mắt trong mang theo chút hứa dị sắc. Giam giữ khí vận chi tử suốt ba ngày, dựa theo cái này hư vô mờ mịt khí vận nói đến. Theo sau Thái Huyền Thánh Địa khẳng định sẽ phát sinh điểm chuyện gì đó không hay? Chỉ bất quá sẽ là gì chứ? Liền cố trường ca cũng có chút tò mò. Cùng lúc đó, đại lao bên kia. Tụ thần đang. Diễm cơ lẩm bẩm nói. Nhìn trước mắt viên này bị mờ mịt tử khí bao khỏa đang dược, xích sắc đồng tử khó nén vẻ khiếp sợ. Nàng tự nhiên nhận ra được cho nên mới sẽ cảm thấy khiếp sợ không thể không nói cố trường ca ra tay thật sự là quá rộng rãi nàng thân ở đỉnh phong thời điểm tự nhiên không thiếu đan dược này nhưng hiện giờ đối nàng dụ hoạt lực lại không khác nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tuyết bên trong đưa than củi tụ thần đang vô cùng trân quý quá trình luyện chế phiền toái tài liệu cũng thực khó gom đủ nên biết mặc dù là ở thượng giới tụ thần đan cũng là trong phòng đấu giá vạn kim khó cầu một viên thần đan. Tại hạ giới loại này tại nguyên nơi càng cỗi, căn bản không luyện chế được tụ thần đan tới. Chỉ là trong này trọng tố nguyên thần, cũng cố thần hồn cường đại công hiệu, liền nhưng lệnh rất nhiều cường giả thèm nhỏ giải. Thậm chí tại một số thời khắc, một viên tụ thần đan, tương đương với nhiều một cái mệnh. Một ít thiên thần cao cao tại thượng trong tay, cũng không thể có một viên tụ thần đang sư tôn, đang dược này rốt cuộc là cái gì? Thấy Diễm Cơ trầm mặt lại, dịp Trần giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi nhất biến, trong tâm dự cảm không tốt càng dày đặc. Viên đang dược này, thật chẳng lẽ thực trân quý? Cố trường ca nhưng thật ra hảo thủ đoạn A. Không chỉ có xảo ngôn lệnh sắc nhiều phiên khuyên bảo, càng là muốn mượn này đang dược dụ hoặc sư tôn. Lòng dạ đáng chém. Diễm cơ thần sắc thực phức tạp lập tức cầm tụ thần đang quý hiếm cùng chỗ cường đại báo cho Diệp Trần. Nghe xong, Diệp Trần cũng không khỏi trầm mặt, hàm răng cắn chặt, nắm tay nắm chặt. Tụ thần đang tác dụng đâu chỉ có thể dùng cường đại hai chữ tới hình dung. Nhưng trợ diễm cơ cũng cố trước mặt trạng thái, tu bổ tàn hồn. Sư tôn, ngươi thật sự muốn sử dụng viên đan dược này sao? Diệp Trần đôi mắt có chút đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào mà dò hỏi. Hắn chịu không nổi khuất nhục như vậy, cảm giác như là cố trường ca bố thí giống nhau nhưng là như vậy đang dược lại có thể trợ giúp sư tôn để cho nàng thiếu chịu thần hồn tan vỡ chi khổ tiếng thối hai khó có thể nói là đến nhất khó lựa chọn tình cảnh cố trường ca ngươi thật là hảo thủ đoạn a ta nhất định sẽ giết ngươi giết ngươi hắn trong lòng bên trong thống khổ gào rống dù sao cũng là cố công tử hảo ý nói tới chỗ này Diễm Cơ bỗng nhiên thấy Diệp Trần thần sắc không đúng. Trầm mặt một lát, mới khe khẽ thở dài hỏi, Tiểu Trần, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đối cố công tử có cái gì thành kiến? Nghe nói như vậy, Diệp Trần lập tức liền ngay dại, không dám tin trận to hai mắt. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối sầm, thế giới đều sụp. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Sư đồ kẻ nứt, nhân vật phản diện trên đường càng đi càng xa cậu đánh giá nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio dịp trần đâu chỉ đối cố trường ca có thành kiến hắn quả thực hận không thể đem cố trường ca thiên đao vạn quả nghiền cốt thành tro lúc này hắn cảm giác mình đầu ông ông vang dội dăm ba câu lại thêm một viên đan dược liền cầm sư phụ mình thu mua hắn thần sắc có chút thống khổ thậm chí là vặn vẹo diễm cơ cũng không biết vì cái gì diệp trần sẽ như vậy thống hận cố trường ca bất quá nàng suy đoán có lẽ cùng tô thanh ca nữ nhân kia có quan hệ từ bất kỳ phương diện nào tới nói cố trường ca đều xa so dịp trần muốn ưu tú ghen ghét là nguyên tội diệp trần chung quy là quá trẻ tuổi chỉ là một cái thiếu niên tâm trí cái gì hoàn toàn không thành thục chỉ sẽ bằng một bầu nhiệt huyết hành sự tiểu trần ngươi cũng không cần hâm mộ cố công tử ta tin tưởng ngươi thành tựu sau này sẽ không so hắn thấp diễm cơ nhẹ giọng khuyên giải nói suy nghĩ hóa giải rớt giữa hai người mối thù truyền kiếp rốt cuộc cố trường ca thật muốn giết dịp trần cần gì phải chờ đến hiện tại đương nhiên nàng cũng không biết nói dịp trần chính là lão thiên ba ba yêu nhất con trai có hư vô mờ mịt khí vận trong bóng tối che chở hắn tại bằng không cố trường ca cũng không biết lợi dụng điểm này diễn phí trước một màn trò hay tới há mồm một cái cố công tử, ngậm miệng một cái cố công tử, sư tôn người nếu thích hắn như vậy, cái kia đại nhưng đi tìm hắn. Hà tất đáng thương ta, ở lại bên cạnh ta. Lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên lớn tiếng đánh gãy diễm cơ, cắn răng, đôi mắt có chút đỏ lên. Tự như một con giả thú bị thương. Tô Thanh Ca đã cách hắn đi xa, bây giờ lại liền vẫn luôn bạn hắn đi tới sư tôn, cũng tại hướng về cừu nhân của hắn cái này làm cho hắn như thế nào chịu được. Quả thực hận muốn điên. Nếu như là bình thường người, lúc này đã sớm một ngụm tụ huyết phun ra, đã hôn mê. Cũng may mà dịp trần tâm tính xa vượt xa người thường người, mới có thể tại khổng lồ như vậy đã kích hạ không có nổi điên. Nghe nói như vậy, diễm cơ sửng sốt. Rồi sau đó rủ xuống mí mắt, mắt đẹp thần sắc có chút thất vọng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới dịp trần thế nhưng sẽ nói ra lời nói như vậy tới như vậy hành vi đã không phải ghen ghét có thể giải thích cái này hoàn toàn chính là ấu trĩ hắn khó nói không phát hiện cố trường ca hạ như vậy đại công phu muốn chính mình đi theo với hắn chính mình đều không đáp ứng sao diệp trần khó nói không rõ bản tâm của mình sao diễm cơ trong lòng thở dài bỗng nhiên sinh ra một loại tiếc nuối đến nếu lúc trước đem chính mình đánh thức là cố công tử thật là tốt biết bao mặc kệ tiểu trần ngươi nói như thế nào đang dược này ta khẳng định là muốn ăn vào đi liền tính cố trường ca có còn lại tính toán đoán chừng đều không nghĩ tới ta sẽ mượn cái này đem ngươi mang ra địa lao diễm cơ nói tiếp nói chỉ bớt quá thanh âm sau so phía trước thiếu nhu hòa nhiều thanh lãnh cùng sơ đạm tụ thần đang không chỉ có nhưng giảm bớt trạng thái bây giờ của nàng càng có thể củng cố nàng tàn hồn phát huy lực lượng cường đại hơn cứu ta đi ra ngoài Sư Tôn nguyên lai là nghĩ như vậy sao? Nghe vậy, Diệp Trần cũng không nói gì nữa. Tâm hắn bên trong thực loạn, cần phải hảo hảo bình tĩnh. Bất quá liền hắn hiện tại đều cảm giác một loại khó có thể nói minh lại vật rất trọng yếu, chính tại tự thân biên nhanh chóng trôi đi. Đinh, Diệp Trần cùng sư Tôn quan hệ sinh ra kẻ nứt, khí vận giá trị tổn thất 80 điểm, thiên mệnh giá trị thêm 400. Đại điện chi trung, bên tai lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh, nhưng cố trường ca không khỏi hơi hơi nhất tiếu. Diệu A. Sự tình quả nhiên hướng tới hắn đoán trước phương hướng đi phát triển. Đảo mắt mấy ngày, dịp trần 500 nhiều khí vận điểm, cũng đã té hơn 200. Tuy rằng đối so với người bình thường tới nói, như cũ là khó có thể với tới đáng sợ độ cao. Nhưng đối dịp trần tới nói, tuyệt đối là mười mấy năm nhất huyết mụ băng một lần. Nữ chủ bị đoạt, sư tôn tâm sinh kẻ nứt. Cái vận khí này chi tử xem ra đã thực khó ở trước mặt mình tiếp tục nhảy nhót. Theo sau, cố trường ca đánh lái thuộc tính của mình giao diện. Bất kể nói thế nào, đối phó dịp trần mục đích là các trâu hẹ, tàn nhẫn soát thiên mệnh giá trị, tăng thực lực lên. Cũng không thể nhất thời đắc ý quên hình, liền lẫn lộn đầu đuôi. Thực mau, thuộc tính giao diện hiện lên. Chủ nhân Cố trường ca Thân phận Đạo thiên tiên cung đệ tử chân truyền. Thể chất huyết mạch. Ma tâm đạo cốt. Tu vi. Phong hầu cảnh tiền kỳ. Công pháp thần thông. Đạo thiên tiên điển, tầng thứ bảy, vạn hóa ma thân, thiên phú, thông tiên ma công. Thiên mệnh giá trị. Một nghìn một trăm. Khí vận điểm. Năm mươi điểm, hát sắc. Hệ thống thương thành. Đã mở ra. Kho hàng phá vực phù một, tàn khuyết một phần ba hạt giống thế giới một. Dựa theo phía trước trải qua tới xem, hơn một ngàn điểm thiên mệnh giá trị, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên điểm đạo thiên tiên điển tu hành tiến độ, thực khó đột phá đến tầng thứ tám. Cho nên nói đạo thiên tiên điển tầng thứ hẳn là rất cao, tạm thời không vội. Đến nỗi thông tiên ma công, không đến thần cảnh trước, không thể triển lộ xuất hiện, hiện giờ chỉ có thể thi triển bên trong rất nhiều bí thuật trong đó bí thuật ta cũng tất cả đều hoàn mỹ nắm giữ không cần lại thông qua thêm chút phương thức học tập rốt cuộc thông tiên ma công thật sự là nghịch thiên một khi bại lộ đánh giá suy nghĩ chính là cả thế gian đều là kẻ địch cục diện cố trường ca một bên phân tích một bên mở ra hệ thống thương thành hắn kết hợp trong óc ký ức suy nghĩ nguyên chủ cái này đại nhân vật phản diện thân phận cũng thật là không chạy thông tiên ma công mặc dù ở thượng giới cũng là lệnh rất nhiều cổ xưa khủng bố tồn tại biến sắc đáng sợ ma công sớm đã đứt tuyệt ở thời gian trường hà bên trên sông chi trung không người dám với đề cập gọi là cấm kỵ truyền thừa xem ra thật là muốn ta tại nhân vật phản diện trên đường càng đi càng xa cố trường ca rất nhanh cầm chú ý phóng tới hệ thống thương thành chi trung vật phẩm bên trên cùng hán đoán cũng không kém chủ yếu phân là thực tam đại loại công pháp bảo thuật loại thần thông thiên phú loại phụ trợ vật phẩm loại vân vân. Cố trường ca tìm được công pháp chủ tu loại, một đường quét tới. Thiên cấp, thần cấp, thánh cấp, chỉ tôn cấp. Thiên mệnh giá trị không đủ, chỉ tôn cấp công pháp chưa mở ra. Dưới thiên cấp công pháp chưa từng thu nhận sử dụng. Những công pháp này có điểm tiện nghi A, à, có thể nhường tu sĩ trực tiếp tu luyện đến hư thần cảnh thiên cấp công pháp, thế nhưng chỉ cần 50 thiên mệnh giá trị vẫn là nói thiên mệnh giá trị tại hệ thống thương thành bên trong kỳ thật sức mua rất cường Thánh dương thiên công, thu thập thánh dương chi lực trèn luyện. Thánh âm thiên công, thu thập thánh âm chi lực. Cố trường ca có điểm tắm tắt kêu kỳ lạ. Có thể nói như vậy, tùy tiện một bộ thiên cấp công pháp, liền có thể tại đông hoang đại địa nhất lên một trận gió tanh mưa máu. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Tiên Thiên Thần Chi Niệm, các môn các phái tệ tiến công, cầu đánh giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Cố trường ca hiện giờ cũng không thiếu công pháp bảo thuật. Sự chú ý của hắn rất mau thả tại thiên phú thần thông kia một loại đi lên. Cái gọi là thiên phú thần thông, là tu sĩ lúc sinh ra liền đảng sinh cường đại bảo thuật. Có người huyết mạch cường đại, kế thừa có cổ tổ cường đại thần thông. Có người còn lại là nào đó cường đại thể chất, nhưng bậy ra lớn lao uy năng tóm lại thiên phú thần thông chủng loại đa dạng, khó có thể đạo thanh. Bình thường đều là bẩm sinh, sinh ra một khắc kia liền đản sinh. Nhưng là tại hệ thống mặt, lại là có thể trực tiếp sử dụng thiên mệnh giá trị đổi, thông qua sau ngày đạt được. Cố trường ca từ đầu đến cuối quét một lần. Hắn hiện giờ thiên phú ma tâm đạo cốt, có thể nói cực kỳ khủng bố. Ma tâm chỗ cường đại, chính là có thể cất chứa vạn vật, sẽ không xung đột nếu đổi làm người khác tới, cường đại thiên phú sẽ cùng nhược tiểu thiên phú phát sinh xung đột, đem bao trùm hết. Hoặc người hai loại thiên phú khó có thể dung hợp, làm cho khó lường chi hiểm. Nhưng là cố trường ca lại sẽ không. Bằng không cũng không sẽ có được đạo cốt. Đạo cốt cũng là một loại vô cùng kinh khủng thiên phú, đạo uẩn thiên thành, sinh ra khi đó, rất nhiều đại đạo phù văn, tự động lạc ấn bên trong. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai chú định sẽ trở thành là chí tôn cấp đừng thậm chí này thường cường đại nhân vật rốt cuộc đại đạo tối cao thiên đạo tại này trước mặt chính là cái đệ đệ bất quá chỉ cần là người liền sao có thể liền cái này thỏa mãn cố trường ca rất nhanh chú ý tới hệ thống thương lượng trong thành giống nhau thiên phú hắn ánh mắt hơi hơi sáng ngời tiên thiên thần chi niệm cố trường ca chậm rãi nhắc mãi mấy chữ này từ tên cũng nhìn ra đến loại thiên phú này kỳ thật cùng nguyên thần có quan hệ ở sinh ra thời điểm thần hồn cũng đã tu thành nguyên thần trạng thái có được loại thiên phú này tu sĩ lực lượng nguyên thần cực kỳ khủng bố quả thực không thể tưởng tượng có thể nói xa vượt qua cùng thế hệ hiếm có người có thể so vai ở thượng giới cũng không nghe nói có ai có được thiên phú như vậy nguyên thần nhất đạo quỷ dị nhất rất nhiều đoán tạo nguyên thần công pháp đều vô cùng quý hiếm bị mỗi cái đại đạo thống gắt gao cất giấu. Cố trường ca tự nhiên cũng thiếu như vậy một cái thiên phú cường đại. Thông tiên ma công có thế thôn phệ chư vương căn nguyên, càng có thế thôn phệ nguyên thần, có thể hòa giải tiên thiên thần chi niệm tương đương ít chương, thậm chí lệnh này tiến thêm một bước. Bất quá như thế nào như vậy quý, đều có thể hối đoái một ít thánh cấp công pháp. Một ngàn điểm thiên mệnh giá trị, lại nói tiếp cũng không lỗ. Sau khi nghĩ thông suốt, cố trường ca ngược lại cũng không đau lòng. Cũng không do dự. Thực mau liền đổi cửa này thiên phú cường đại. Một cổ thanh khí phất quá. Âm âm âm. Hắn nghe được chính mình thức hải chi trung phát ra kinh khủng u u thanh. Trong này, thậm chí có hỗn độn khí ở tràn ngập. Rất nhiều vô thượng đạo âm quanh quẩn, kim liên nở rộ, tiên khí lượng lờ, huyền diệu dị thường, như là đang khai thiên tích địa giống nhau. Thực mau, một tòa to lớn tráng lệ hắc ám cung điện trên trời với hắn thức hải bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên hắc ám băng lãnh thần điện đứng lặng bên trong một tôn nguyên thần tiểu nhân ngồi ngay ngắn thần tình lạnh lùng mà thâm thúy có cổ quan sát muôn đời chư thiên khủng bố khí phách đây là ta tiên thiên thần chi niệm này một cái chớp mắt ở giữa sức mạnh của nguyên thần đâu chỉ tăng gấp trăm lần cố trường ca nhẫn không được khẽ cười một tiếng loại thực lực này không ngừng biến cường, khống chế hết thảy cảm giác, thật là dịu a. À. Trách không được tại huyền huyễn trong thế giới, sẽ có vô số người theo đuổi tối cao lực lượng. Loại cảm giác này là sẽ làm người trầm mê. Mà đảo mắt ở giữa, ba ngày trôi qua. Thái huyền thánh địa vạn dặm ngoại. Ông. Phía chân trời ở giữa, từng đạo lưu quan cùng thần hồng xẹt qua. Có rất nhiều cường giả tại từ bốn phương tám hướng không ngừng tới rồi hoặc là khống chế tàu bay, thần liễn, hoặc là cưỡi mạnh thú, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Đây là rất nhiều cổ thế lực cường đại, đến từ đông hoang các nơi, có cùng thái huyền thánh địa giống nhau thánh địa, truyền thừa mấy vạn năm. Cũng có hoàng triều, cổ xưa thế gia vân vân, đều là đông hoang bá chủ. Tin tức có từng có lầm. Trên đỉnh núi, một vị lão nhân hỏi. Thân xuyên bạch bào, tiên phong đạo cốt, có cổ siêu nhiên vị đạo hắn tại xa nhìn Thái Huyền Thánh địa vị trí. Nơi đó núi non thành phiến chạy dài không dứt, rất nhiều thần đảo huyền phù, thủy thú lui tới, linh sương mù mờ mịt. Quả nhiên bên trên là một chỗ thánh địa tịnh thổ. Giờ phút này, hắn trong mắt thần sắc có chút tham lam cùng cực nóng. Nếu đem Thái Huyền Thánh địa cắn nuốt, nhà mình Dương Hư Thánh địa tuyệt đối có thể thành là đông hoang mạnh nhất thế lực. Khởi bẩm Thái thượng trưởng lão, tin tức không có lầm làm thiên thái huyền thánh địa thánh tử sắc phong thời khắc, có nhãn tuyến tìm thấy sau đó sơn sở tại, phát hiện thái huyền thánh địa thái thượng trưởng lão khí tức kỳ thật sớm đã biến mất. Hư hư thực thực đã tọa hóa. Bạch bào sau lưng lão giả, một người dương hư thánh địa trưởng lão bẩm báo nói. Hảo hảo hảo, ngày hôm nay ta cầm lão hỏa kế đều mang lên, đúng là hủy diệt thái huyền thánh địa hảo cơ hội. Bạch bào lão giả vuốt trâu mà cười, cực là thoải mái, đã dự liệu được kế tiếp cục diện truyền thừa mấy vạn năm thái huyền thánh địa từ hôm nay trở đi đem từ đông hoang đại địa xóa tên bất quá thái thượng trưởng lão nghe đồn thái huyền thánh địa gần nhất cùng một vị thần bí người trẻ tuổi đi rất gần vị trẻ tuổi kia bối cảnh nghe nói thực khủng bố lúc này một vị trưởng lão khác tiến lên báo cho cái này sự tình cái này sự tình ta đã biết được một người trẻ tuổi mà thôi hắn bối cảnh lại cường cũng không sửa đổi được cục diện hôm nay. Nên biết không chỉ có riêng chỉ có một nhà chúng ta thế lực theo dõi Thái Huyền Thánh Địa. Hơn nữa nghe nói ta cháu gái vẫn luôn nhớ tiểu tử kia, tự hồ bị Thái Huyền Thánh Địa cấp giam giữ. Cái này Thái Huyền Thánh Địa thật là mắt bị mù a à, thiên phú như vậy kỳ tài. Bạch bào lão giả nhàn nhạt nhất tiếu, có chút thâm ý, tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 liền cái này. Không có hoảng chút nào, tuy không phải phu quân cầu đánh giá nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio thánh chủ việc lớn không tốt cự tông môn ngoài vạn dặm có bao nhiêu cổ thế lực lớn chính tại tập kết trong này thậm chí có dương hư thánh địa đại nhật thần triều thường cổ tiếu gia chờ đông đảo thế lực lớn xem bọn họ bộ dáng là muốn hướng chúng ta nơi này đánh tới a à? cùng lúc đó thái huyền thánh địa chủ điện chi trung Thái Huyền Thánh Chủ đang ở cùng một đám trưởng lão thương nghị sự tình. Một tên đệ tử, bỗng nhiên hoang mang rối loạn chạy tới bẩm báo. Sắc mặt vô cùng tái nhật. Rốt cuộc đây chính là đại sự tình A. Rất nhiều thế lực lớn cùng nhau tập kết, tại tông môn ngoài vạn dặm, cách thật xa liền cảm nhận được cái kia cổ đáng sợ ba đồng. Xem điệu bộ này, hoàn toàn chính là muốn tới tiếng công Thái Huyền Thánh Địa. Tuy rằng Thái Huyền Thánh Địa ngày thường tự xưng là Đông Hoàng Bá Chủ. Nhưng là đối mặt đông đảo nhãn hiệu lâu đời thế lực lớn tiến công, cũng là sẽ phát trung đó a. À. Nhưng mà, tên đệ tử này bẩm báo xong, lại có chút khiếp sợ. Mặc kệ là Thánh Chủ vẫn là một đám trưởng lão, biểu hiện đều thực đạm nhiên, hoặc người gọi là bình tĩnh. Liền một chút khủng hoảng hoặc người khiếp sợ tâm tình đều không có. Liền cái này. Một chút tiểu sự tình liền hốt hoảng, còn thể thống gì ngược lại là một tên trưởng lão nhướng mày một cái quát lớn nói bộ dáng kia hiển nhiên đối với còn lại thế lực lớn chuẩn bị hợp lực tiến công một sự một chút đều không để ở trong lòng thánh chủ quả nhiên vẫn là ngài có thấy xa a à, sớm đoán được loại chuyện này sẽ phát sinh trước tiên cùng cố công tử làm quan hệ tốt mà lúc này còn lại mấy vị trưởng lão cũng cười mở miệng nhao nhao chụp nổi lên thái huyền thánh chủ mông ngựa thực rõ ràng, đối với các vị trưởng lão kính nể ánh mắt cùng với những cái này khoác lác lời nói, Thái Huyền Thánh Chủ vẫn là thực hưởng thụ. Bất quá mặt ngoài, Thái Huyền Thánh Chủ uy nghiêm vẫn là muốn có, khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, Thái Thượng trưởng lão sau khi tọa hóa, ta Thái Huyền Thánh địa liền vẫn luôn ở vào bất an phiêu diêu chi trung. Ít nhiều cố công tử tới cái này rèn luyện, chúng ta mới có thể cùng hắn cài đặt quan hệ. Các ngươi những lời này, vẫn là đi cùng cố công tử nói đi nói tới chỗ này thái huyền thánh chủ trong lòng không khỏi có chút đắc ý đến từ thượng giới tuổi trẻ đại nhân thân phận lừng lẫy bối cảnh khủng bố chuyện này trừ bỏ một đám trưởng lão cùng với tin đến qua đi nội môn đệ tử bên ngoài còn lại người kỳ thật cũng không biết hắn liền đợi đến chuẩn bị cấp còn lại thế lực một cái kinh hỷ lớn đâu không thể không nói thái huyền thánh chủ cũng là người vô cùng không ngoan đã sớm liệu đến sẽ có hôm nay chuyện như vậy thánh chủ gần mấy ngày xem ra thánh nữ điện hạ cùng cố công tử rất thân cận a à, nếu như không có thánh nữ điện hạ sợ là chúng ta thái huyền thánh địa lần này là chạy trời không khỏi nắng đúng vậy a à, đúng vậy a à, ít nhiều thánh chủ ngài sinh ra nữ nhi tốt a à. một đám trưởng lão lại là nhau nhau cảm thán một phen nhưng thái huyền thánh chủ trên mặt ý cười càng sâu đúng vậy a à, tất cả những thứ này lại nói tiếp vẫn là ít nhiều nữ nhi giống cố công tử nhân vật như vậy bọn họ lại từ đâu ra tư cách có thể tiếp xúc đâu. Nghe thánh chủ cùng một đám trưởng lão nói chuyện, tiến đến bẩm báo tên đệ tử kia, cả người đều muốn choáng váng. Thái thượng trưởng lão sớm liền tọa hóa. Hơn nữa tên kia thần bí tuổi trẻ đại nhân, thật sự lợi hại như vậy. Thế nhưng những thánh chủ cùng với trưởng lão bọn họ đều chút nào không hoảng, ngược lại có nói có cười. Hắn chỉ cảm giác mình đầu tại ông ông vang dội. Người đâu, mở sơn môn, theo ta đi nghênh đón các tông các phái. Rồi sau đó, Thái Huyền Thánh Chủ mắt kim quang một tránh, khép mở ở giữa có cổ đại khí phách, truyền âm uống nói. Cố công tử lời nói cũng thật sự là thú vị, thượng giới thật sự có như vậy đại sao. Cùng lúc đó, một tòa lương đình chi trung, Tô Thanh Ca nhấp miệng nhất tiếu. Rồi sau đó nhẹ kéo cổ tay áo. Lộ ra một tiểu tiệc cổ tay trắng nõn, tự như tuyết ngó sen, tinh tế không tì vết. Nàng là Cố Trường Ca nhẹ nhàng rót đầy trước mắt ly rượu không. Nghe Cố Trường Ca đàm luận thượng giới thú sự, không khỏi có chút hướng về. Buông tâm bên trong thành kiến lúc sau, nàng lại cùng Cố Trường Ca tiếp xúc, quả nhiên có cùng phía trước cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tuy nói Cố Trường Ca lòng dạ cực sâu, khó có thể nắm lấy. Nhưng không thể phủ nhận, hắn đối với nữ nhân mà nói, vô cùng thật lớn lực hấp dẫn. Nàng thân làm Thái Huyền Thánh nữ, nhất thể song hồn, từ nhỏ thông minh, gặp qua bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng đều không có người nào có thể chân chính cùng cố trường ca so sánh. Hoặc là nói, so sánh đó là đối cố trường ca vũ nhục. Chỉ là cái này thanh tuấn vô cùng bên ngoài, liền hiếm có nam nhi có thể so vai. Càng đừng nói kiến thức, cách nói năng, khí độ, cùng với tu vi, bối cảnh vân vân. Thậm chí nàng phụ thân đều nói, liền hắn đều xa không phải cố công tử đối thủ cố công tử tuy không phải phu quân nhưng lại là rất nhiều nữ nhân nhất hướng tới quy túc nàng tự nhiên cũng không ngoại ý muốn nghe lời này cố trường ca vẽ mặt trên mặt có chút tự như cười mà không phải cười thường giới đại hoặc người không lớn chính mình đi lên xem xem không được sao khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới tô thanh ca không sai biệt lắm cũng đối hắn mở ra tâm phòng bị chỉ bất quá nhường cố trường ca có chút không hiểu là vì sao chính mình khí vận điểm từ bên trên sau một lần liền không có lại trướng qua vẫn là nói cái này tô thanh ca khí vận căn bản liền cùng dịp trần không có bao nhiêu quan hệ nàng bản thân cũng là cái đại khí vận người mẫu thân là thượng giới quý nữ huyết mạch của nàng lai lịch bất phàm cũng hoặc là cổ xưa tồn tại chuyển thế cái này sự liên hệ thống đều không giải thích được xem ra này thế ở giữa vẫn là tồn tại một ít thân phụ đại khí vận nhưng là lại cùng dịp trần như vậy khí vận chi tử không người giống vậy cố trường ca nghĩ như vậy chỉ bất quá hiện tại dịp trần đánh giá suy nghĩ đối tô thanh ca còn không hết hy vọng hắn còn nhưng nhân cơ hội lại cắt một đợt trao hè không tu luyện đến hư thần cảnh liền vô pháp đánh vỡ giới chướng giống chúng ta sinh ra như thế tại hạ giới tu sĩ lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy tiến đến thường giới đâu tô thanh ca có chút tiếc nuối thuyết đạo rốt cuộc hư thần cảnh cường giả đã là một giới này tuyệt đỉnh tồn tại đừng nói tại đông hoang đại địa liền tính tại trung châu nam lĩnh bắc mạc tây hoang các nơi cũng không thấy được thân ảnh thái huyền thánh địa ngày xưa tổ sư cũng bất quá nửa bước hư thần cảnh thôi đến hiện giờ đông hoang mỗi cái đại thánh địa mạnh nhất người cũng khó khăn lắm đến nửa bước phong hậu cảnh suy nghĩ đạt tới phá giới phi thăng tình cảnh không biết có bao nhiêu khó khăn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 gần vua như gần cọp A, đều là tới bái kiến cố công tử. Cầu đánh giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hư thần cảnh liền rất cường sao. Nếu ngươi thật sự đến thượng giới, phát hiện hư thần cảnh kỳ thật cũng bất quá như vậy. Cố trường ca tùy ý thuyết đạo. Tại hắn trong miệng, hư thần cảnh ở thượng giới cũng giống như đứng đầy đường. Bất quá cũng là trên miệng nói nói. Dù sao cũng là thành tựu thần cảnh cường giả, tự nhiên không biết đơn giản. Thọ mệnh vượt qua qua vạn năm, ở thượng giới các không hữu đại giáo, vô thượng đạo thống chi trung, cũng coi như trụ cột vững vàng tồn tại. Không biết cố công tử có thể báo cho thanh ca về hư thần cảnh phía trên, rốt cuộc là dạng gì thiên địa sao? Nghe vậy, tô thanh ca lại là mắt đẹp có một chút tỏa sáng đối với cái đề tài này hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú hư thần phía trên rốt cuộc là cái gì hư thần phía trên tự nhiên là chân thần cái này có gì hảo hỏi cố trường ca uống một hớp rượu nhàn nhạt mà nói tô thanh ca được đến cái có lời trả lời ngược lại cũng không nhục chí lại lẳng lặng là cố trường ca rót đầy rượu rồi sau đó nàng suy nghĩ nghĩ sau đó gót sen nhẹ nhàng mang đến một trận sâu kín thanh hương cố công tử cái này lực đạo thích hợp sao tô thanh ca đi đến cố trường ca phía sau bắt đầu là hắn xoa niết bả vai tới bộ dáng tựa như thị nữ tuy rằng thủ pháp thực mới lạ nhưng cũng có một phen đặc biệt ý nhị nga cố trường ca nhíu mày nói thực ra hắn có chút kinh ngạc tô thanh ca hiện giờ hành động nhưng cùng nàng nữ chủ thân phận cùng với cái này siêu nhiên xuất trần khí chất không hợp thanh ca biết suy nghĩ thảo cố công tử yêu thích kỳ thật khó khăn nhưng cũng không muốn từ bỏ tô thanh ca thành thật trả lời nếu giờ phút này có người ở bên cạnh tuyệt đối sẽ nói nữ nhân này thật là ngay thẳng một đám nhưng nàng nhưng thật ra là thông minh một đám tại cố trường ca trước mặt không cần có cái gì tiểu tâm tư cố trường ca không thừa nhận cũng không được hắn đối tô thanh ca sinh không ra chán ghét tâm tình tới hắn tự nhiên rõ ràng tô thanh ca chỗ nghĩ nữ nhân này vô cùng thông minh sẽ không cam lòng làm một cái đẹp mắt bình hoa nàng có giả tâm của mình nói thật tại cố trường ca kỳ thật cũng rất thưởng thức nữ nhân như vậy chỉ bất quá hiện tại tô thanh ca còn chưa tới nhường hắn mức động tâm hắn cũng không tính toán động tâm nếu đi một chút thận cái gì ngược lại là có thể nghĩ tới đây Cố trường ca nhưng thật ra phát hiện từ Tô Thanh ca cùng dịp trần quan hệ sinh ra kẻ nước sau. Cái loại này trong minh minh cảm giác nguy hiểm liền biến mất rồi. Nói cách khác kỳ thật cái gọi là khí vận phản phệ cũng chỉ có thể phát sinh ở khí vận chi tử cùng với cùng cái này quan hệ so là chặt chẽ nhân thân thượng. Tô Thanh ca khí vận điểm rất cao, ít nhất là rất nhiều người hơn gấp 10 lần. Nhưng là cố trường ca hiện tại lại cảm giác mình có thể tùy thời giết nàng khí vận điểm cao cũng không có nghĩa là khí vận chi tử cũng không sẽ được đến thiên đạo che chở lại nói tiếp cũng đúng rốt cuộc khí vận chi tử cũng chính là cái kia một nắm có được nhân vật chính khuôn mẫu nhân vật thôi cố trường ca trong lòng tự nói nói có chút hiểu rõ hư thần cảnh phía trên tự nhiên là chân thần bực này cường giả điếm nhiên thần hỏa đúc thần cơ tiếp theo chính là thiên thần cao cao tại thượng liền chân thần cũng có thể quan sát rồi sau đó cố trường ca tâm tình không tệ liền nhiều cấp nàng giải thích hai câu đa tạ cố công tử báo cho thanh ca thụ giáo phía sau cảnh giới nguyên lai là như vậy hư thần chân thần thiên thần thần vương thánh nhân tô thanh ca có chút vui sướng bất quá nói đến phần sau lại có chút tiếc nuối rốt cuộc nàng hiện tại cũng bất quá mới thần thông cảnh thôi cách hư thần cảnh không biết còn bao lâu nữa cuộc đời này cũng không biết có thể hay không hữu cơ sẽ đụng vào cái cảnh giới kia thanh ca về sau sẽ nỗ lực chiếm được cố công tử yêu thích tô thanh ca suy nghĩ nghĩ thực nghiêm túc thuyết đạo như không tì vết đá quý con ngươi xinh đẹp nhìn cố trường ca nàng lời nói này thực thản nhiên không một chút nào biệt nữ cố trường ca tươi cười lại là có chút nghiền ngẫm nói ngươi cũng có thể thử thảo chính mình yêu thích chính mình nhân vật phản diện mị lực như vậy lớn nữ chủ nhanh như vậy liền luân hãm hắn cũng không như vậy nhận là tô thanh ca chỉ là làm ra chính xác nhất cũng nhất lý trí lựa chọn thôi mà lúc này cố trường ca bên tai vang lên minh lão truyền âm thú vị xem ra cùng dự liệu của ta không sai biệt lắm nụ cười của hắn mang theo dị sắc Thư dịp đông hoang các tông môn thế lực tiến đến tiếng công thái huyền thánh địa thời cơ diệp trần đã từ đại lao bên trong bỏ chạy đương nhiên cái này nhưng ít nhiều cố trường ca đưa đi kia cái tụ thần đan hết thảy đều tại kế hoạch của hắn chi trung theo sau cố trường ca rời khỏi nơi này đương nhiên cũng không có cấp tô thanh ca nói diệp trần đã trốn đi một sự tình tô thanh ca nghi hoặc mà nhìn đứng dậy rời đi cố trường ca chẳng lẽ mình lại chọc đến hắn không thích thật là gần vui như gần cọp a à. nàng trên mặt có chút bất đắc dĩ tại nghĩ lại chính mình làm sai vẫn là nói sai rồi cái gì. Cùng lúc đó, Thái huyền thánh địa sơn môn ngoại. Mỗi cái thế lực lớn chiến thuyền, tàu bay đều huyền định tại không trung, khí thế bàn bạc, sôi trào mãnh liệt. Bóng người lắc lư, che trời che trời, tu sĩ khí tức toàn thập phần cường đại. Thậm chí có rất nhiều hung thú đáng sợ tại đây, ngẩng mặt gào rống, phát ra thét dài. Dương hư thánh địa, đại thiên hoàng triều, thượng cổ tiêu gia những thứ này đều là đông hoang trên đại địa có thể đến được trên đầu ngón tay thế lực lớn truyền thừa đều biết vạn năm nghe nói thái huyền thánh địa mạnh nhất người đã tọa hóa liền như ngửi được mùi tanh cá mập giống nhau cùng nhau ùa lên chuẩn bị đem gồm thâu nhưng là giờ phút này tất cả mọi người đều có điểm ngốc bao quát dương hư thánh địa vị kia thái thượng trưởng lão cũng là như vậy nhìn trước mắt cực là bình tĩnh thái huyền sơn môn bạch bào lão giả nhíu mày không thôi ám nói vì sao thái huyền thánh địa sơn môn đánh lái thế nhưng một chút thủ đoạn phòng ngự cũng không thi triển chờ chúng ta tiến đến thái huyền thánh địa liền hồ sơn đại trận cũng không mở là tự biết không có sức chống cự sao đại thiên hoàng triều một vị người mặc long bào đầu đội tử kim quan lão hoàng chủ giọng nói như chuông đồng ẩn chứa đáng sợ lực lượng truyền khắp phía trước mà lúc này thái huyền thánh chủ mới mang theo một đám trưởng lão cùng đệ tử chậm rãi từ phía trước mà đến. Chư vị ngày hôm nay tiến đến, hay là đều là tới bái kiến cố công tử? Thái huyền thánh chủ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, có chút chế nhạo, lên tiếng hỏi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 con kiến suy nghĩ nhìn trọng thiên dung, thái độ cũng chuyển biến quá nhanh, cầu đánh giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ha ha, dương hư thánh địa triệu thiên, đại thiên hoàng triều sở vô cực, thường cổ tiêu gia tiếu hoắc. Không nghĩ tới lại là ba vị nữa bước phong hầu cảnh siêu cấp cao thủ tự mình tiến đến, bất quá chư vị muốn bái kiến cố công tử, không điểm thành ý sợ là không được. Thái huyền thánh chủ lưng đeo hai tay, thông dòng không khẩn cấp, xuất hiện ở trời cao chi trung. Trên mặt hắn mang theo vài phần chế nhạo tươi cười, thanh âm truyền khắp bát phương. Một chúng thái huyền thánh địa trưởng lão cùng đệ tử, ở tại hắn phía sau, đối mặt tất cả những thứ này cũng ti không hốt hoảng chút nào. Trên mặt mỗi người đều là phó bình tĩnh biểu tình, ẩn ẩn còn có mấy phần khinh thường. Rốt cuộc dự thường vị kia tuổi trẻ đại nhân đùi lúc sau. Đông hoang còn lại thế lực, còn không phải một đám gà đất chó xanh. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, không chính là cái này đạo lý. Lúc này giải chân tướng bọn họ, đều có loại này lân lân cảm giác. Còn lại thế lực lớn, lại tính cái rắm. Tại Cố công tử trước mặt, cũng bất quá một cái tác sự tình. Nếu dám đắc tội, tính cả sơn môn tại bên trong, đoán chừng đều sẽ bị Cố công tử sau lưng khủng bố tồn tại trực tiếp hủy diệt. Có cường đại như vậy tự tin tại, bọn họ cần gì phải phạm sợ đâu? Cái gì? Nhưng là giờ khắc này, sơn môn ngoại bao quát Bạch Bào lão giả, Đại Thiên Hoàng Triệu hoàng thúc tại bên trong mọi người lại đều có điểm phát ngốc, đầu không phản ứng kịp. Cổ Chiến Thuyền, Phi Chu thậm chí mạnh thú bên trên sở hữu tu sĩ, cũng đều ngẩn ra. Hùng hổ mà đến, kết quả gặp được sẽ là không có bất kỳ chống cự ý niệm thái huyền thánh địa. Cái này hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thái huyền thánh chủ lời này là có ý gì? Bọn họ rất nhiều người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đều đã đại họa lâm đầu, kết quả đám này trưởng lão cùng các đệ tử, lại còn một bộ không lo ngại gì bộ dáng. Như thế nào trở về sự tình? thái huyền thánh địa tất cả mọi người điên rồi sao vẫn là có cái gì dựa vào hoặc người tự tin bái kiến cố công tử cái kia là người phương nào chẳng lẽ là đồn đãi trung hòa thái huyền thánh địa rất thân cận vị trẻ tuổi kia vẫn là nói tất cả những thứ này gần là thái huyền thánh địa nghi binh chi suy nghĩ bạch bào lão giả tên là triệu thiên cũng chính là dương hư thánh địa thái thượng trưởng lão không khỏi trong lòng bên trong âm thầm suy nghĩ nói dù sao vẫn là sống mấy ngàn năm lão quái vật rất nhanh liền phát hiện chuyện không thích hợp toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa cũng thật sự là quá trấn định rốt cuộc là ai cấp ngọn nguồn của bọn họ khí nên biết liền tính là bọn họ Thái thượng trưởng lão sống lại tu vi tiến thêm một bước cũng không nhất định có chắc chắn có thế chắn ở nhiều như vậy thế lực tới phạm giờ này khắc này Thái Huyền Thánh Địa trước sơn môn không khí thật sự là có chút quỷ dị hư cái gì cố công tử? Cái kia là người phương nào? Nghe tới tuổi hẳn là không lớn, chẳng lẽ là một vị lánh đời lão quái hành tẩu thế gian truyền nhân? Bất quá liền tính như vậy, lại có thể thế nào? Ngày hôm nay lão phu chính là mang theo hoàng triều hoàng khí mà đến, toàn lực sống lại phía dưới, có thể chiến phong vương cảnh tồn tại. Đại thiên hoàng triều lão hoàng chủ, tên là sở vô cực, nghe vậy lạnh nhạt thuyết đạo. Vừa mới đúng là hắn mở miệng, thanh âm truyền khắp phía trước ẩn chứa uy áp kinh khủng đại thiên hoàng triều cùng thái huyền thánh địa chi giang có đại thù ngày hôm nay đúng là hủy diệt thái huyền thánh địa thời cơ tốt hắn làm sao có thể bỏ qua cấp chư vị chỉ điều sinh lộ không đi cố tình muốn đi tử lộ sao phải khổ vậy chứ cố công tử thân phận lại há là ngươi chờ có khả năng tưởng tượng con kiến suy nghĩ nhìn lén thiên dung đó là si tâm vọng tưởng Nghe vậy, Thái Huyền Thánh chủ đứng chắp tay, hư tình giả ý cười nói, ngữ khí rất là kiêu ngạo. Hắn bản thân cũng là tàn nhẫn gốc trạ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cáo mượn oai hùng hảo cơ hội. Ngày hôm nay kinh sợ ở Đông Hoang còn lại thế lực lớn. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Đông Hoang đại địa thế tất lấy Thái Huyền Thánh địa vi tôn. Hơn nữa, đây chính là có Cố công tử mặt thừa nhận. Nghĩ tới những thứ này, Thái huyền thánh chủ trên mặt lại lộ ra chế nhạo chi ý tới. Rất nhiều thế lực đều tại chặt chẽ chú ý tất cả những thứ này. Nói vậy nơi này chuyện xảy ra, bị âm thầm không ít thế lực nhãn tuyến truyền ra ngoài, dẫn phát hiên nhiên sóng lớn. Tên là sở vô cực lão hoàng chủ, bản thân là cái bạo tính tình. Nghe nói như vậy, sao có thể chịu được, mặt đều muốn tái rồi. Sở vô cực, chậm đã, sự tình không đúng, sẽ không đơn giản như vậy sự tình hôm nay thật sự là quỷ dị. Dương hư thánh địa thái thượng trưởng lão nhíu mày nói, chạy nhanh kéo lại một bên tính toán động thủ lão hoàng chủ. Tuy rằng hắn cũng mang theo trấn tông chi khí tiến đến, nhưng hắn trong lòng cũng thật sự là không chắc chắn. Trước mắt bao người, thái huyền thánh địa phản ứng nhường hắn trong lòng khó có thể bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc nơi này chính là tập kết đồng hoàng rất nhiều đại thế lực. Sói nhiều thịt ít cục diện hạ. Thái huyền thánh địa còn trấn định như thế, kiêu ngạo. Đối với vị kia thần bí tuổi trẻ đại nhân, hắn càng tóc tò mò, phía trước sở hữu suy đoán chỉ sợ là sai. Một người lai lịch rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, mới sẽ làm thái huyền thánh chủ như vậy không sợ hãi. Triệu thiên tốt xấu sống mấy ngàn năm, lông mi đều là trống không, tâm tư cực là lung lay. Thực mau liền phân tích ra được chuyện không thích hợp, lạnh mồ hôi từ cái trán chảy xuôi xuống dưới, phía sau lưng tại phát lạnh tình báo có sai. Vẫn là nói đây là Thái Huyền Thánh địa cố ý thả ra ngoài sai lầm tin tức. Giờ khắc này, còn lại thế lực lớn chi trung cũng có người hơi biến sắc mặt, hiển nhiên không ngốc, nghĩ thông suốt tất cả những thứ này. Ha ha, Tô Thái Huyền ngươi nói không sai. Sớm liền nghe thấy vị kia tuổi trẻ đại nhân chính tại ngươi Thái Huyền Thánh địa chi trung, ta Tiêu gia thương nghị thật lâu, đặc biệt trước đây tới bái kiến, suy nghĩ nhìn trọng vị kia tuổi trẻ đại nhân Thiên Nhan là cái này chuẩn bị rất nhiều bái lễ. Lúc này, Thái Huyền Thánh Địa Sơn Môn trước mênh mông cùng cùng chiến thuyền thượng, một người mặc kim giáp trung niên khôi ngô nam tử, hàm hậu nhất tiếu, từ bên trong đi ra. Thanh âm của hắn thực to lớn vang dội, ở phía trên quanh quẩn. Cái này tiếu hoắc nhưng thật ra cái nhân tin. Nghe nói lời này, rất nhiều thế lực tu sĩ thay đổi cả sắc mặt. Một ít người thậm chí trợn tròn mắt. Đây cũng quá chân thật cái này mới bao lâu công phu, cái này thường cổ tiêu gia gia chủ liền chuyển biến thái độ cũng quá nhanh đi phía trước tới thời điểm là ai nói muốn huyết tẩy thái huyền thánh địa rất nhiều người thầm chửi một câu không biết xấu hổ rồi sau đó cũng nhao nhao noi theo nói thẳng muốn bái kiến vị kia tuổi trẻ đại nhân đúng vậy a à, đúng vậy a à, ta chờ là tới bái kiến vị kia tuổi trẻ đại nhân còn nhìn thái huyền thánh địa thông báo một chút cái này Tô Thái huyền hảo thủ đoạn A. Một màn này, nhưng Triệu Thiên sắc mặt kịch biến. Đồng thời thầm mắng trong lòng một tiếng nguy hiểm thật, may mắn vừa mới không đối Thái huyền thánh địa phát khởi thế công. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 lấy chính mình tên tuổi đi trang bức, xem kịch vui, cầu đánh giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không thể không nói, hí kịch tính như vậy một màn, chính tại Thái Huyền Thánh Địa Sơn Môn trước trình diễn. Phía trước còn hùng hổ, đằng đằng sát khí tiến đến các tông môn mỗi cái thế gia, hiện giờ đều một bộ cùng tốt bộ dáng. Thậm chí ngay cả bạo tính tình đại thiên hoàng triều lão hoàng chủ, đều bị người bên cạnh gắt gao kéo lại. Bộ dáng này, người không biết còn lấy là đám này thế lực đều là tới từ cùng gia đâu. Cái này chính là cái thế giới này thực lực Mỹ Diệu A. À. Chỉ cần Thanh Ca có thể vẫn luôn đến cố công tử yêu thích, có tầng quan hệ này tại về sau đông hoang đại địa ai gặp ta không đường vòng đi thái huyền thánh chủ trong lòng bên trong cảm khái như thế dừng nghĩ tới tương lai hình ảnh liền một trận hưng phấn kích động bất quá ngoài mặt vẫn là bộ kia kiêu ngạo đắc ý sắc mặt hắn trong lòng thực thanh tĩnh nếu ngày hôm nay thái huyền thánh địa không có cố trường ca tọa trấn tuyệt đối sẽ bị đám này thế lực lớn chia cắt hầu như không còn thành là một vùng phế tích kiếp thổ không chỉ có là hắn thậm chí nói toàn bộ thái huyền thánh địa đối cố trường ca đều vô cùng cảm kích kính sợ bọn họ rất rõ ràng là bởi vì ai mới có thể làm cho còn lại thế lực đều đồng thời kính nếu thần minh cố trường ca có thể ban cho bọn họ những cái này tự nhiên cũng có thể dễ dàng thu hồi tới muốn bái kiến cố công tử liền muốn xuất ra thành ý của các ngươi cũng không phải cái gì người đều có thể thấy rồi sau đó thái huyền thánh chủ cười lạnh nói xong hóa thành một vệt thần quan lập tức cách mở sơn môn cũng mặc kệ còn ở lại chỗ này sở hữu thế lực lớn người tới việc cấp bách là muốn hỏi một chút cố công tử rốt cuộc có thấy hay không cũng không phải là cho hắn cáo mượn oai hùng trang bước cung điện chi trung thấy thái huyền thánh chủ chạy tới cầu kiến mục đích là cái này cố trường ca cũng có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới tên này thế nhưng lấy tên tuổi của mình đi trang bước Bất quá loại này tiểu sự tình hắn tự nhiên cũng lười đến quản nhiều, trực tiếp nhường Thái Huyền Thánh chủ chính mình phát huy liền hảo. Hiện tại hắn nhưng còn chờ xem một hồi trò hay đâu. Chỉ là hy vọng Tô Thanh Ca đừng cho hắn thất vọng. Đáng giận, cái này Tô Thái Huyền sắc mặt thật kiêu ngạo, thật suy nghĩ đem hắn mặt xé xuống tới. Không phải là vận khí tốt sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thái Huyền Thánh địa Sơn môn ngoại, rất nhiều người phẫn nộ trong lòng lại cũng thực hâm mộ bất quá là không dám chân chính xâm nhập đến thái huyền thánh địa bên trong đi ai đều đã nhìn ra cái này thái huyền thánh địa một xem chính là ông vị kia tuổi trẻ đại nhân đùi mới dám lớn lối như vậy cái này cũng đủ để chứng minh vị kia tuổi trẻ đại nhân lai lịch khủng bố đến mức nào vạn nhất không tiểu tâm trêu chọc đến đây chẳng phải là sẽ là tông môn thu nhận tới tai họa ngập đầu đương nhiên rất nhiều người cũng tò mò kia rốt cuộc là dạng gì tuổi trẻ đại nhân. Đặc biệt là đi theo tại thánh địa, hoàng triều chi trung một chúng tuổi trẻ tuấn kiệt. Bọn họ chi trung nữ có năm có, cùng tu hành có thành, bên ngoài thân bao phủ thần quan. Ngày thường tự xưng là đông hoang trên đại địa thế hệ thanh niên nổi bật người. Nhưng ngày hôm nay chứng kiến thật sự là làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Một người trẻ tuổi mà thôi, thậm chí cũng không hiền thân, liền lệnh mỗi cái thế lực lớn kiên kỵ thành bộ dáng này. Thật sự là không thể tưởng tượng a, à, khó nói sẽ là Trung Châu nơi đó tuổi trẻ tồn tại. Một cái sợi tóc như như hoàng kim lộng lẫy nam tử trẻ tuổi không khỏi tò mò nói. Hắn là Dương Hư Thánh địa thánh tử, ngày hôm nay đi theo các trưởng lão cùng nhau tiến đến, chuẩn bị tham gia chiến đấu, thuận tiện tăng một chút kiến thức. Nhưng chưa từng suy nghĩ sẽ thấy như vậy hài kịch tính một màn. Cho nên vô ý thức cho là sẽ là Trung Châu bên kia trước tới rèn luyện tuổi trẻ tồn tại so sánh so sánh hoang vắng đông hoang đại địa trung châu cái loại địa phương đó địa linh nhân kiệt có chút đạo thống thậm chí nhưng cùng truyền thuyết bên trong thượng giới giáp giới tổ tiên từng phi thăng đến thượng giới đi nội tình vô cùng cường đại không dám tưởng tượng chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy trung châu thế lực tuy mạnh nhưng cũng không trở thành nhường thái huyền thánh địa lớn lối như thế ngày hôm nay chi sự là trăm triệu không dự đoán được a à dương hư thánh địa thái thượng trưởng lão triệu thiên nghe vậy không khỏi cười khổ thoạt nhìn tuy rằng một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng nhưng đồng dạng hiện tại cũng không dám đi đâu đành phải thành thành thật thật tại thái huyền thánh địa sơn môn trước chờ cùng lúc đó bên kia tại cố trường ca ly khai lương định về sau tô thanh ca sững sờ một hồi theo sau cũng trở về chính mình ngày thường tu hành cư trụ cung điện chi trung nàng thần sắc có chút đáng bực trong tâm nghĩ đến mình rốt cuộc là nào chọc đến Cố Trường Ca không thích, làm cho lúc ấy hắn lập tức trời đi. Liền nguyên nhân cũng không báo cho. Bất quá suy nghĩ nửa ngày, nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận. Chỉ có thể cảm thán không hổ là Cố công tử, thật là khiến người ta khó có thể nắm lấy, đều không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Muốn chiếm được người như hắn yêu thích, cũng thật là khó khăn. Đến nỗi còn lại thế lực lớn tới Phạm chi sự, Tô Thanh Ca căn bản là không lo lắng qua. Minh Bạch cố trường ca lai lịch nàng, rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. Chỉ cần còn lại thế lực lớn không ngu, cũng không dám tại cố trường ca cư trụ tại Thái Huyền Thánh Địa thời điểm, đối Thái Huyền Thánh Địa ra tay. Thậm chí nói về sau, đều không sẽ dám. Điện bên trong có người. Bất quá thực mau, Tô Thanh Ca biểu tình liền hơi hơi nhất biến. Nàng tốt xấu là Thái Huyền Thánh Địa Thánh Nữ, từ nhỏ tu hành thực lực tại đông hoang đại địa cùng thế hệ chi trung cũng là đứng đầu điểm này khí tức ba động nàng vẫn là có thể phát hiện mà lúc này ẩn thân trong bóng tối người nọ cũng đi ra thanh ca người này khuôn mặt tuấn tú sắc mặt trắng bệch trong mắt có tơ máu khoác đầu tán phát bộ dáng rất là chật vật nhưng thấy đoạn này thời gian trôi qua không thật là tốt nhưng tâm tình lại hết sức kích động rốt cuộc rốt cuộc gặp được đoạn này thời gian hướng tư mộ nghĩ, lo lắng nhất người. Diệp Trần Tô Thanh ca nhíu mày, nhận ra hiện giờ Diệp Trần. Từ hắn bị giam giữ ở địa lao lúc sau, nàng liền không có tại hỏi đến. Càng không có tiếng đến thăm. Rốt cuộc nàng đối cố trường ca nói qua, sẽ không lại quản Diệp Trần, vậy sẽ không lại quản. Nàng là cái thực giảng nguyên tắc người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.